cho tất cả mọi người thì lại là Thỏ nè. Thì hiện giờ Thỏ đang có mặt tại Malaysia. Thỏ chỉ mới đến đây được vài ngày thôi, thế nên là bây giờ mới có thời gian sắp xếp công việc để mà có thể làm một cái video clip về first impression, một cái sản phẩm mà Thỏ vừa được nhận từ một người chị của mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ha. Hiện trên tay Thỏ đang cầm đó chính là lọ xịt khoáng tế bào gốc 5-in-1 của Mio Skin ha. Thì đây là sản phẩm đầu tiên gọi là sao ta, đưa các dưỡng chất tế bào gốc nhỏ nhất vào một cái sản phẩm xịt khoáng như này. Thì Thỏ được tặng từ một người chị. Thỏ nghe nói đây là sản phẩm đang rất hot ở thị trường của Việt Nam, cũng như là được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Thì bây giờ mình sẽ điểm sơ qua gọi là thành phần của em nó ha. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua những cái thành phần cơ bản của em nó ha mọi người. Đầu tiên thì đó chính là DNA cá hồi. Các bạn nghe đến DNA cá hồi á thì các bạn có thấy quen không? Rất là nhiều hot girl cũng như là người mẫu nổi tiếng đã sử dụng DNA cá hồi để tiêm trực tiếp vào da của mình, giúp cho da mình là tăng độ đàn hồi cũng như là tăng sức sống, căng bóng và mịn màng hơn. Ngoài ra em nó còn có tế bào gốc thực vật, trà xanh, Sika và những loại gọi là vitamin khác. Thì tế bào gốc như mọi người cũng biết thường được sử dụng trong các lần lăn kim nè, hoặc là nặng mụn nè. Khi mà người ta bôi tế bào gốc lên đó, thì nó sẽ giúp gọi là mau chóng tái tạo tế bào da mọi người ha. Mau chóng tái tạo các tế bào da nè, giúp cho da mình căng nè, mau chóng hồi phục, đàn hồi hơn cũng như là trẻ hóa hơn ha. Tiếp theo đó thì bây giờ mình sẽ nói đến những công dụng của em nó ha. Trước khi nói về công dụng thì các bạn có thấy điều đặc biệt ở trên em sản phẩm này không? Đây là em sản phẩm xịt khoáng nhưng mà dạng của nó không phải là dạng lỏng, dạng nước mà nó là dạng gel nha mọi người. Đây, mọi người thấy không? Thì bây giờ mình lại tiếp tục đến với phần công dụng của em nó. Theo như những gì mà Thỏ đọc được á, thì em nó khi mà mình xịt một lớp ra thì nó sẽ có một cái lớp màng bảo vệ giống như là bảo vệ trước các tác hại, tác nhân ô nhiễm của môi trường, khiến cho mình có một làn da căng bóng và mịn màng hơn. Ngoài ra do là có các cái thành phần quý hiếm như vậy thì em nó còn có tác dụng gọi là chữa lành gọi là các tổn thương do mình đi nặng mụn nè, cũng như là đi lăn kim, khiến cho da mình đàn hồi hơn và tái tạo lại các tế bào của da mình, nâng cơ và chống cả lão hóa nữa. Thì em nó mình còn có thể, ngoài sử dụng việc xịt khoáng, mình còn có thể sử dụng như dưỡng ẩm, nên là rất là phù hợp với những cái người mà bận rộn hoặc là lười biếng như Thỏ. Bây giờ mình sẽ tiến hành đến gọi là cách hướng dẫn sử dụng ha. Do là em nó có những cái thành phần rất đặc biệt nên là mình cũng có hẳn là hai cách sử dụng, một là như xịt khoáng bình thường, hai là sẽ như dưỡng ẩm. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cách đầu tiên. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng như là một cái chai xịt khoáng ha. Thì mình cũng như những cái chai xịt khoáng bình thường thôi, đầu tiên mình là mở nắp. Nhưng mà em này thì mình không cần phải lắc lên nha mọi người, mình sẽ để y nguyên vậy luôn. Mình sẽ để cách mặt từ 20 đến 30 cm vòi hướng lên trên, không xịt trực tiếp thẳng vào mặt như vậy, tại vì nó sẽ bị gây rát da ha. Sau đó mình sẽ bơm một bơm và mình di chuyển khắp mặt luôn ha. Đó. Ok ha. Sau đó mình sẽ bơm một bơm nữa ở ngay cổ và ở ngay gáy. Các bạn lưu ý nha, mình chỉ bơm 3 bơm thôi, tại vì nếu mà sử dụng nhiều quá thì nó sẽ rất là uổng phí. Dĩ nhiên là các bạn phải rửa sạch tay trước khi mà mình dưỡng da ha. Sau đó mình sẽ vỗ nhẹ lên mặt cũng như là lên cổ ha. Thì sau từ 3 đến 5 phút, nếu như mà các bạn cảm thấy mà da mặt của mình nó vẫn còn quá nhiều nước đọng lại thì các bạn có thể lấy bông tẩy trang để thấm nhẹ đi. Còn cái mặt của mình thì to quá nên là nó thấm vào hết luôn. Ngoài ra đây là cách đầu tiên ha. Còn cách thứ hai mình sẽ sử dụng như kem dưỡng ẩm. Thì do là hiện giờ Thỏ đã make up sơ sơ rồi, thế nên là không thể nào mà sử dụng như kem dưỡng ẩm được, nhưng mà Thỏ vẫn sẽ hướng dẫn các bạn ha. Cách thứ hai sử dụng như kem dưỡng ẩm thì các bạn sẽ cho 2 đến 3 bơm ra tay, sau đó xoa đều tay ha, rồi mình áp lên mặt thôi.
Thì bây giờ họ sẽ áp đi lên cổ, tại vì Thảo hồi này đã sinh khoáng rồi. Thì đó là hai cách sử dụng mà Thảo muốn hướng dẫn cho các bạn khi mà sử dụng sản phẩm của Mio Skin 5-in-1 xịt khoáng tế bào gốc ha. Thì điều đặc biệt cũng như là quan trọng nhất trước khi dưỡng da đó chính là mình phải làm sạch mặt của mình. Thế nên các bạn phải đảm bảo là da của mình đã được sạch và thông thoáng thông qua các bước cũng như là tẩy trang nè, rửa mặt, tẩy tế bào chết, sau đó mình mới tiến hành cái bước dưỡng da ha. Ngoài ra thì do là gần đến 20 tháng 10 rồi, Mio Skin có mang đến cho tất cả mọi người cái chương trình đó chính là dọn dẹp góc làm đẹp. Thế nên là khi mà các bạn mua hàng qua link ở bên trên họ để tất cả các sản phẩm sẽ được giảm 10% ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip của Thỏ. Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.